Xin chào toàn thể anh chị, hôm nay Học lại về thêm Honda CR-V đăng ký vào tháng 3 2024, mẫu 2024, sản xuất 2023 nha anh chị. Xe này lăn bánh chỉ mới có 5.000 cây à. Honda CR-V phiên bản L cao cấp nhất, được chủ trước lên cho mình 4 con heo màu đỏ rất là thể thao luôn đó anh chị. Nhìn thấy không, cái form dáng xe rất là trường dài. Đây là một mẫu xe 7 chỗ gà đẻ trứng vàng của dòng nhà Honda đó anh chị. Nói về độ bền bỉ nè, nói về độ lành tính nè và cảm giác lái, đây là một mẫu xe 7 chỗ có một cái cảm giác rất là ấn tượng đó, rất là phù hợp cho cô chú anh chị vừa đi lanh quanh trong phố nè. Thì Honda CR-V nó vẫn có một cái gì đó linh hoạt của những cái dòng xe phân khúc C, tuy nhiên anh chị vẫn được đi được 7 người. Và con xe này thì hiện tại anh chị nó còn rất mới, chưa một hạt sơn ngoài. Với mức tiêu hao nhiên liệu của cái động cơ 1.5 turbo này á, nó chỉ lanh quanh có 6.2 lít, 7.3 lít và 9.3 lít. Con xe này anh chị sẽ còn được bảo hành đến tháng 3 2026. Đó, bảo hành cho anh chị 5 năm và 100.000 km nha. Hàng ghế thứ hai cũng như là hàng ghế thứ ba thì Honda CR-V đã cải tiến một chút rồi. Anh chị ngồi rộng rãi, thoải mái hơn một xíu rồi. Ghế điện ở đây á, vẫn có bơm lưng nè. Và cái chất da nè anh chị nhìn thấy không? Và đây là hiện trạng xe mà Thái Học mới vừa đi thu về cho anh chị luôn. Hai vị trí nhớ ghế nè, gập gương điện ha. Có gói an toàn hỗ trợ lái xe Honda Sensin. Cảnh báo lệch làng nè, cảnh báo tiền va chạm nè, ga tự động nè. Đó, một cái thiết kế mới của nhà Honda nhìn rất là ấn tượng đúng không anh chị? Từ bên trong ra bên ngoài, Honda CR-V làm mình ngây ngắt luôn anh chị. Đó, những cái chi tiết màu đen nè, cứng cáp, mạnh mẽ, những cái đường nét thiết kế. Và những cái thiết kế như vậy anh chị đi hoài, nó cũng không có hư linh ta linh tinh nha. Đi theo thời gian thì nó rất là bền. Xe hỗ trợ anh chị có chế độ lái Eco, đó, tiết kiệm nè, phanh tay điện tử Brakehold Ecool. Rồi sạc không dây, cần số nè anh chị. Đó, con xe này nói về chất lượng thì không cần phải bàn anh chị ơi. Đó, chỉ mới có 5.500 cây thôi. Đã được chủ trước lên cho mình đầy đủ phụ kiện luôn, như là lót sàn, phim cách nhiệt, đồ rồi hết rồi. Ở đây có cái áp suất lốp hiển thị bằng màn hình thông số, cốp mở điện luôn nha anh chị. Đó, có cái camera cặp lề luôn nè. Đó, anh chị nhìn thấy không? Rất là đẹp. Ở đây thì anh chị sẽ có cái camera hành trình luôn. Đó, và đây là hiện trạng mà Thái Học mới vừa thu về nha anh chị. Một con xe mà Học cũng rất là yêu thích. Và đây cũng là cái chiếc Honda CR-V 2024 đầu tiên Thái Học quay gửi đến cho anh chị nè. Hy vọng là con xe này Học sẽ tìm được những khách hàng có nhu cầu và có những cái sở thích về cảm giác lái của cái dòng xe Honda. Đó, một con xe rất là đẹp nha anh chị. Những cái đường nét dập nổi nè, những cái đường thiết kế vuông vức đối lập nhau tạo ra một chiếc xe rất là khỏe khoắn, lưới tản nhiệt. Lần này á, Honda CR-V đã chơi lớn, mở rộng ra nè. Và những cái thiết kế mấp mô ở đây nhìn rất là rõ rệt. Cái phần đèn xe nhìn trông rất là cuốn, full LED nha anh chị. Đó, một con xe rất là đẹp luôn. 2024, vuông vức hơn, đẹp hơn, dài hơn và nhìn nó cứng cáp hơn đúng không anh chị? Honda CR-V 2024 đăng ký vào tháng 3, mang biển số thành phố, xe màu trắng. Rất đẹp anh chị ạ.